Dạ. Đây các bạn, đây hôm nay anh em từ Đồng Tháp lên thì để sắp đồ này, đi con xe đi đoạn. Gọi là Peugeot. Đấy. Hôm nay 7 chỗ này, sắp đủ luôn này. Đấy, tôi loa DVR 4012 này, sub Vito này. Đấy. Một tủ máy thì để đây, tủ máy với loa này. Đấy trước thì bác khách bác ấy ôm một quả. Đây đằng sau là còn một bác khách nữa là đi cùng này. Ok, chúc anh em là đi đường vạn dặm bình an, may mắn. 66 Đồng Tháp. Biển 66 Đồng Tháp luôn nhá. Ok. Cảm ơn ạ. Dưới chân nhìn bóng ngôi dài vầng vầng, ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua, ai đặt tên cho chúng ta là người nào. Con phải tìm hoàn thức chân để gắm con tim lầm hai ngân, ngân phải ở nơi trái chưa hạ nhiệm mơ kịp sáng mang đến lần của cô dâu giờ mai kia sương phai quá uống nhau anh đời em anh trong ngàn nỗi đau ngọn lửa bay em đi trong mưa thế nhưng lại không ngày em đi theo cơn mưa ngâu bay chim lạc cánh không quan tìm nhau ai đông ai đêm ngắm bao sột sâu còn mùa thu đang xu bên băng mỗi năm mùa rơi màu chính lá vàng liệu có biết ở nơi nào không có là nào trong như lá xiêu mộng hơi siêu mong người hơi siêu mong bên mình chưa hết tôi phải tìm xong vì mai người ta đã đi lấy chồng. Dạ vâng, xin chào các bác ạ. Buổi sáng cuối tuần tại Hiếu Minh Alo City Sài Gòn. Anh Tâm với anh Dương là Bình Phước đây này. Anh ở Bình Phước đây này. À Đồng Tháp, Đồng Tháp. Hôm nay là buổi sáng hai bác là từ Đồng Tháp qua cửa hàng cơ sở Hắc Môn chốt một bộ dàn combo karaoke của JBL và Phaito đêm nhạc tình các bạn. Thấy em không, không đàn điều gì phải không? Chỉ cần vài bận tâm chỉ muốn ôm em vào lòng nhìn về tháng năm đó yêu em chân chân đớn đo sao lúc này quan tâm chân chân lý do tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu một người từng rất thương nay đau đến mức là thường anh nghĩ rằng em nên dừng lại đi thôi em đừng nặng lòng anh ta muốn phiền làm chi dối trá lại không sao em không nhìn về tương lai hình hay là một nhân quá dài so sánh sao được với những đóa hoa hồng là nơi người con gái chẳng gặp yêu xa nụ cười
người đẹp nhất khi chiều tà thức ngã bên an từ bao quán khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuôi buồn bề đằng sáng nhưng nụ cười thoáng chắn gió ăn chân chiều từ nghe đến nơi. Chim xuyên cá thêm biển đâu hiểu rằng hôm nay nếu có thể hãy dọn về nhà ăn cơm. Được không? Tao thấy mày hát hay. Hát thì nhẹ không anh? Tại hơn nhậu hát thôi mày. Hát lại. Lát là thêm vài lon bia nữa là hay ngay. Ok, hôm nay là cấu hình bộ dàn là gồm một chiếc súp đơn bát 50 của thương hiệu Faito, thương hiệu Italia các bạn. Bát 50. Và đồng bộ tủ máy của thương hiệu Debiotic, một chiếc đẩy công suất là 1200W một kênh, mạch RH DBH4120. Chiếc vang số phiên bản mới nhất của hãng Debiotic DBS700 Pro, một chiếc quản lý nguồn để bảo vệ tất cả tủ máy thiết bị bộ dàn, tắt bật tiện lợi, chống oxy, MB Audio S900 Pro và mic không dây DB650 Pro, hát rất là bay bổng và nhẹ nhàng. Loa thì anh lựa chọn là hai đôi loa JBL KP4012 phiên bản G2 các bạn, logo phát sáng luôn nhé, có tín hiệu và logo phát sáng rất là đẹp và chất âm rất là hay, tuyệt đỉnh. Thì bộ dàn này là anh Tâm lấy về để ghép ở ngoài gọi là sân vườn, không gian rộng một chút, không gian rộng một chút. Bộ dàn này thì đánh tiếng rất là bay và độ phủ rất là mạnh, có thể là bao cho các bác có thể hát ngoài trời khoảng tầm là 10 đến 15 bản, 15 bản hoặc là đánh không gian rộng, sân vườn thoải mái các bạn. Ok, sẽ tiếp tục để test chất âm. Mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của bộ combo karaoke của anh Tâm và anh Dương các bác nhé. Đây các bác, đây, hôm nay anh em từ Đồng Tháp lên thì sắp đồ này, đi con xe đi gọi là Peugeot. Hôm nay 7 chỗ này, sắp đủ luôn này. Tôi loa JBL 4012 này, súp Faito này. Đấy. Một tủ máy thì để đây, tủ máy với loa này. Đấy, trước thì bác khách bác ấy ôm một quả. Đây đằng sau là còn một bác khách nữa là đi cùng này. Ok, chúc anh em là đi đường vận dặm bình an, may mắn. 66 Đồng Tháp. Biển 66 Đồng Tháp cũng nhá. Ok. Cảm ơn ạ.